chào tất cả mọi người đang theo dõi livestream của thẩm mỹ Dr. D. Hiện tại chúng tôi đang ở trong khu vực phẫu thuật. Và trước mặt của mọi người đây chính là thạc sĩ bác sĩ Lê Hữu Điền và khách hàng của chúng tôi. Khách hàng này thì bây giờ sẽ chuẩn bị thực hiện cấy mỡ vùng má, vùng mặt. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem quá trình bác sĩ thiết kế cũng như là phân tích tình trạng trước của khách hàng này nhé. Vâng, xin chào bác sĩ và khách hàng. Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta có thể thấy là đây là một trong những cái tình trạng mà do cái quá trình lão hóa gây ra tình trạng teo lép, các ổ mỡ ở vùng trên khuôn mặt, gây ra cái tình trạng tạo ra những kiểu các vùng lõm ở khuôn mặt chúng ta rất là xương. Đấy. Theo quan điểm của những người của Việt Nam thì người ta cũng không thích những cái vùng má hóp hoặc là cái gì đó nhiều hóp nhỉ, trông khuôn mặt trông gầy thì quá. Đấy. Chúng ta có thể thấy là vùng một là vùng má, hai nữa là cái vùng cánh mũi má. Đấy, rất là sâu. Ba là vùng thái dương. Đây là ba cái vùng mà chính ở trong cái khuôn mặt. Cái vị trí này chúng tôi sẽ thực hiện lấy mỡ. Theo quy trình thì chúng ta sẽ lấy mỡ tự thân, là lấy mỡ ở vùng cánh tay, vùng bụng hoặc là vùng đuôi, vùng ngoài hoặc là vùng mông. Trong trường hợp này thì chúng tôi đã kiểm tra và xác định rằng là lấy mỡ cái vùng hông ngoài, vùng đùi ngoài nhé, của trường hợp này sẽ rất là tốt, bởi vì là cái mỡ vùng đùi ngoài, cái tế bào mỡ cũng như là cái chất lượng mỡ theo kinh nghiệm của chúng tôi thì cái tỷ lệ sống rất là cao. Đấy, chúng tôi sẽ dự tính là cái vùng này nó rơi vào khoảng 10cc, cái vùng cánh mũi má này khoảng 3cc, 3-4cc, và vùng thái dương này khoảng 5-7cc. Đấy. Cái đường vào thì chúng tôi sẽ giấu kín, đấy, giấu kín để đảm bảo cho cái vấn đề không có lộ cái sẹo và sẽ rất là ít thôi. Thông thường thì với kinh nghiệm cũng như là các kết quả của lần cấy trước thì chúng tôi thấy rằng là khách hàng thường sẽ cấy một lần, có một số ít trường hợp sẽ phải cấy lần thứ hai. Tuy nhiên thì ở tại Dr. D chúng tôi thì với kỹ thuật cấy kèm theo tách lọc mỡ, những tế bào mỡ khỏe thì kết quả thường khách hàng trên 95% khách hàng sẽ cấy một lần. Đấy, để đảm bảo. Chúng ta có thể thấy đây là những cái vùng chúng tôi cần phải xác định được cái vùng sẽ cấy mỡ để kết quả đảm bảo cho hai bên, một là khắc phục được cái vị trí sâu nhất cũng như là xác định được giới hạn của cái vùng cấy mỡ. Cái thứ hai nữa là xác định được cái diện tích cấy mỡ thì đảm bảo với sự cân đối cho cả hai bên. Tôi sẽ có một cái đường vào từ đây để cấy mỡ cho vùng ránh mũi má và vùng thái dương, và một cái đường vào từ trên sát khuôn ngoài nha, để đảm bảo cho cái vấn đề nó giống với cái sẹo rất là tốt. Vâng, okay. Cảm ơn bác sĩ và khách hàng. Thì bây giờ khách hàng của chúng tôi sẽ được đưa vào để vệ sinh sát khuẩn trước khi mà thực hiện dịch vụ nhé. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn khách hàng ạ. Và hẹn gặp lại mọi người đang theo dõi livestream. Lát nữa thì khi bác sĩ thực hiện dịch vụ thì chúng tôi sẽ quay lại và sẽ phát trực tiếp cho mọi người xem nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.